Dì Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Dì Minh nha. Thì hiện tại giờ đây là một cái video thứ 6 của Dì Minh quý cô chú anh chị trong ngày. Thì sáng thì anh nói rằng anh rất là bức xúc, và anh có những cái câu từ gọi là bức xúc, chửi cái anh YouTuber mà bóc phốt chị Hồng Loan quý cô chú anh chị. Đó, chửi chị Hồng Loan là vô ơn vô nghĩa, cho nên là anh bức xúc, cho nên là Dì Minh cắt cái đoạn đó ra với chú anh chị. Thì ở đây thì cũng có khán giả nè, mấy cô bà đến nè. Con chào chú nha. Dạ. À, mình từ đâu đến nè chú? Ở Gò Vấp đến, đi chẳng đi thăm mộ gia đình, ghé ngang mộ của Vũ Linh Kiếm. Dạ, con cảm ơn chú nha. Chúc cho cô chú năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc nha cô. Dạ. Đó, quý cô chú anh chị. Rồi. Nấu vàng thì anh vô đó quý cô chú anh chị, sáng ảnh bức xúc quá, anh chửi cái anh kia, nhưng mà vì mình quay vì mình cắt mấy cái đoạn chửi thời quý chú anh chị, nhiều khi anh bức xúc quá anh chửi. Thì trên YouTube á, thì nó hạn chế, nó không có cho chửi nhiều quá thì nó sẽ bị giàn tiền quý cô chú chị, cho nên là không đăng được. Vì mình đến giờ vì mình mới đăng ở quý cô chú chị, nó do là anh cũng bức xúc quá. Thì bà con cô bác thấy mộ chú bây giờ nè, bây giờ hiện tại bây giờ là mộ chú là con hoa rất là đẹp heo quý cô chú chị, đặc biệt là những cái hoa mà mâm xôi, cúc mâm xôi. Thì do là hôm nay là chưa có mấy cái chậu này giao lên, cho nên là chị Hồng Ngọc cũng chưa có mua tiếp tục ha. Đợi mấy cái chậu giao lên sẽ mua tiếp tục thêm 5 chậu nữa quý cô chú anh chị. Dự định là 5 chậu nữa cho chẳng hai bên. Sáng nay thì mấy anh em cũng rất nhiều lần rồi quý cô chú anh chị, một ngày là cũng 2 lần là cũng được ha. Là Dì Minh phải định lại ngày mai cúng à, quý chú chị, một người cô gửi cho Dì Minh cúng. Thì nói chung nó thật sự quý cô chú chị do là anh em cũng là bức xúc, cho nên là cũng có những cái câu từ không hay, thì Dì Minh cũng cắt ra quý cô chú chị, chứ để là nó cũng rất là ảnh hưởng đến kênh ha. Đó, và nó thật sự luôn, khi mà mình đến đây mộ chú, đến với cái đời drama, thì nó thật là anh em mình cũng không có quan tâm tới nhiều đâu, chỉ theo dõi thôi chứ mà không quan tâm ha. Đó, tại vì mình chủ yếu mình đến với chú bằng cái tình thương đó, mình thương chú thì mình đến lo dọn phụ cho mẫu chú thôi. Ai điện đi, alo ba nhỏ, Dì Minh nhỏ. Dạ dạ, cái gì chú? Dạ dạ đúng rồi, con Dì Minh chú ơi, có gì không chú? Dạ có chú, con nghe mộ mà sáng giờ mà. Sao chú? Dạ con biết rồi chú, con có đây mà, con ngồi đây mà, con đang chỉnh clip con đưa cho nó vàng quay giùm mà. Dạ 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 tụi con mà biết mà, tụi con ở đây anh em con đông thì mỗi người nơi, mỗi người hướng quay á mà cũng quan sát lắm. Dạ dạ, em làm chú lên ha. Dạ em làm chú lên, chứ 27 là tụi con đi phát nước rồi đó. Dạ con cảm ơn chú nha. Dạ vậy con chào chú nha, chúc chú năm mới nhiều sức khỏe nha chú. Dạ dạ dạ, bye bye chú. Đó quý cô chú anh chị, đó một ông chú ổng cũng là bức xúc về cái người kia ha. Đó lên là nói xấu chị Hồng Loan này kia, chuyện gia đình. Nó thật sự mình là YouTube nhau, ví dụ như khán giả người ta nói thì được đi, khán giả người ta bình luận người ta nói thì được, đặc biệt là mình đừng nói quý anh chị, ai đúng ai sai sẽ có pháp lực và người ta sẽ giải quyết. Đó.
Còn cái chuyện gia đình mình nói chi, mình bình luận, mình nói người ta gì vô ơn vô nghĩa chi quý cô chú anh chị. Ở đây là vì mình đứng cãi vỡ, vì mình nói công bằng, không có binh ai hay là bỏ ghét ai bỏ ai hết á quý cô chú anh chị. Tự nhiên mình YouTube mình bình thường hay là nó thật sự hay là mình muốn nổi tiếng này kia rồi thì cái vụ đó mình không biết. Nhưng mà mình bình luận, mình gia đình của người ta mình biết cái gì đâu mà mình nói người ta vô ơn vô nghĩa. Mà mình giúp người ta cái gì? Đó, mình nếu mà mình là người có tâm á, mình giúp người ta thì mình đâu có kể ơn kể nghĩa quý chú chị. Đó. Thì mình nghĩ rằng là nên khi mình giúp ai mình đừng có kể ơn kể nghĩa quý chú chị. Nó thật sự đó là mình được phước. Còn mình kể ơn kể nghĩa là nó hết phước rồi. Đó. Do anh em hồi sớm cũng rất là bức xúc, vì mình thì lo chỉnh clip quý chú chị cho nên là cũng không có thì, cũng nhờ anh áo vàng anh quay giùm. Đó. Thì anh có những lời bức xúc cho nên là Duy Minh cũng cắt bỏ. Chỉ trên YouTube nó cũng hạn chế vào cái vụ đó quý chú anh chị. Thì Duy Minh cũng đăng ở trên trang fanpage của Duy Minh đó là nguyên cái phần mà YouTube mà nó ở bên fanpage thì YouTube, Facebook đó, thì Duy Minh đăng luôn, mình Duy Minh không có cắt bỏ. Thì bà con cô bác có thể qua bên trang fanpage Duy Minh Vlog hoặc là bà con cô bác vô cái đường link ở trên chỗ cái hình của Duy Minh đó, trên kênh YouTube Duy Minh đó, bấm vô cái hình là nó có cái đường link ở dưới là để trang Facebook đó, và còn bấm vô đó, bấm vô một cái sẽ nó hiện lên ba cái mục là cái mục cuối cùng là Safari đó, và còn bấm vô đó và bấm qua mở, bấm vô chữ mở nữa, tiếp tục nữa thì nó sẽ hiện qua trang Facebook ha, sẽ vô coi cái toàn cái cảnh cái anh YouTube này anh lên rồi anh làm như thế nào cho bà con cô bác xem ha. Và đây là anh em mình đưa thông tin, mình cũng không có mục đích là công kích hay như thế nào hết, tại vì anh em mình đưa thông tin là thật sự là có sao mình đưa vậy quý cô chú anh chị. Nhưng mà Duy Minh nên khuyên những anh em YouTube á, mình quay á, thì những cái chuyện gia đình của người ta, cho nên là mình đừng nên chen vào, mình đừng nên chỉ trích quý cô chú anh chị. Mình chỉ khuyên được rồi, có nói thì mình khuyên thôi, bên nào cũng vậy quý cô chú anh chị. Còn này anh vô anh Duy Minh cũng biết về cái anh này nhiều lắm, anh muốn bóc phốt, anh nói chuyện hùng lon vô ơn vô nghĩa gì tùm lum tùm la hết chứ. Nói chung là mấy anh em mình cũng rất là bức xúc, nhưng mà chuyện gia đình của người ta để người ta lo đi, vô nói làm gì, sợ luôn. Rồi đậu xe ở đây là Duy Minh phải là mấy chú là phải nhờ Duy Minh mà dẹp đường đó quý chị, bên ban giám đốc xuống luôn, giám đốc ta xuống ta đứng đây luôn hỏi xe của ai đậu đó à. Đó, Duy Minh chạy ra liền, tại vì mình đang chỉnh clip đó, chạy ra xong cái mình kêu anh ơi, đại xe nó tới kẹt xe của tao nguyên một khúc đường này luôn á quý chú vậy. Bây giờ là trưa nắng rồi, người ta đã về hết rồi, tại vì buổi trưa nắng thường thường á người ta chọn là buổi sáng hoặc là buổi chiều quý chú chị, người ta sẽ đến đây. Giờ trưa nắng thì mọi người cũng về rồi, 12 giờ mấy trưa rồi, 1 giờ rồi đó, nên là hy vọng rằng á mình chia sẻ YouTube mình cũng có cái tâm tí xíu với chú anh chị đó, đừng có moi móc cái chuyện của người ta quá nhiều quá, biết gì thì nói, còn không biết thì thôi, đừng có nói chuyện như đúng rồi, nói chuyện dung dư đúng rồi, dẫn dắt cái câu chuyện nó đi tầm bậy tầm bạ. Bà con cô bác thường thường là chen của chú đó, thường thường là những người lớn tuổi xem ở ngoài người ta không biết, người ta tưởng là thật quý chú anh chị, nó thật sự luôn. Duy Minh là nếu mà là một người xấu đó, quý anh chị, ở đây có nhiều người xấu cũng công kích và chia sẻ nhiều cái lắm, anh em này kia đồ lắm, nhưng mà người lớn tuổi người ta không biết, người ta cứ nghe sao là người ta tin vậy quý chú chị, nó thật sự luôn á. Bà con cô bác lớn tuổi ở đây là người ta rất là thiệt tình, nghe sao ta tin vậy à, cho nên là mình có cái tâm tí xíu ha, đừng có chia sẻ rẽ hướng theo cái câu chuyện của mình, nó tiêu cực làm gì đó. Mình giờ mình ấy rồi, như thời hội xã hội văn minh rồi, thì mình làm sao nó tích cực tí xíu cho nó tốt đẹp tí xíu. Tốt đẹp của người ta thì tốt đẹp của mình quý anh chị. Người ta vui thì mình vui lấy, người ta buồn thì mình tất nhiên mình phải buồn lấy rồi, đúng, nếu mà người có tâm đó quý anh chị. Cho nên là mọi cái gì Duy Minh đều ước muốn cho những bà con cô bác lúc nào cũng là yên vui bên gia đình của mình, và tốt đẹp nhất thì mình cảm thấy mình cũng vui lấy quý anh chị. Thì thôi, video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc và chia sẻ tí xíu thôi. Mong bà con cô bác có cái điều gì sai sót thì mong bà con cô bác cũng lượng tình tha thứ ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con cô bác thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc, gia đình được ấm ấm ha. Xin chào bà con ạ, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.